Xin thì chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 16 tháng 3 à, tháng 4 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em vẫn có rất là nhiều cái mặt hàng kg đẹp, những cái giỏ hàng lan thuần, hàng đang chuẩn bị mùa nụ mùa hoa, đặc biệt là thêm những cái giỏ gà trắng đột biến, những cái cây năm cánh trắng Phú Thọ và thêm rất là nhiều những cái mặt hàng lan thuần cũng như mặt hàng kg đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí có thể cộng khoảng tầm 5 cho đến 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Tùy theo cái độ cồng kềnh của cái đơn hàng. Nếu như đơn hàng gọn thì mỗi 1 cân nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo thôi. Nên là với cái cước phí rất là ưu đãi như vậy, khi cô chú anh chị đặt hàng bên em, cước khoảng tầm 10 cân sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 70 60 đến 70.000, và khoảng tầm 5 cân thì nó sẽ chỉ rơi khoảng tầm 45 đến 50 nghìn thôi cô chú anh chị nhé. Nên là cô chú anh chị hết sức là yên tâm khi mà đặt lan bên cơ sở lan rừng nhà em ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô hoàng thảo trúc mành. Hoàng thảo trúc mành thì thời điểm bây giờ là đang nụ này, cực kỳ là xinh luôn cô chú anh chị nhé. À, bây giờ cô chú anh chị lấy về thì sẽ được ngắm những cái bông hoa trúc mành vô cùng là tuyệt vời luôn ạ. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em. Hàng thì tươi roi rói luôn và cây thì đang nụ vô cùng là xinh. Cô chú anh chị biết là cái dòng trúc mành này là một cái loại lan mà có một bông vô cùng là đẹp nổi tiếng. Một bó trúc mành như vậy thoải mái cô chú anh chị làm một cái giỏ sưu tầm quá đẹp luôn, với giá chỉ có 50.000 cho một bó thôi nhé. Và bên này đây là dòng dáng hương tam bảo sắc, với những cây dáng hương tam bảo sắc hàng lá xếp đẹp tuyệt vời như thế này. Và hiện tại thì cây đang nhú nụ và mặc dù là cái nụ nó khá là dài rồi đấy ạ, nhưng mà người đi rừng người ta giữ được rất là tốt này cô chú anh chị này. Ví dụ như cây này có thể lên hàng 3-4 vòi nụ luôn cô chú anh chị ạ. Dòng dáng hương tam bảo sắc này thì cái mùi hương của nó có thể sánh với cả dòng hoàng nhạn luôn ạ. Phải nói là vô cùng là thơm mà một năm nếu như mà bản thân em không được thưởng thức cái mùi hương tam bảo sắc có lẽ là thấy là một cái sự tiếc nuối cực kỳ là lớn với em ạ. Vài dáng hương tam bảo sắc này thì đây cô chú anh chị thấy là cây to đẹp lá xếp như vậy, em bán chỉ có 170 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng, nhất điểm hoàng cô chú anh chị ạ. Nhất điểm hoàng hoa rất là sai, cái dòng nhất điểm hoàng này hoa rất là sai mà đáng tiếc là bây giờ hiện tại nó đã nở hoa rồi ạ. Cái dòng nhất điểm hoàng này này, đấy, hoa cánh trắng và cái họng cam sáng rất là đẹp luôn ạ. Bông hoa rất là to nữa nhá cô chú anh chị nhá. Và dòng nhất điểm hoàng này thì em chỉ bán với giá có 100.000 cho 1 kg. Hàng thì rất là sai bông, rất là sai bông cô chú anh chị ạ. Và khi mà lên giò thì những cái bông hoa này cô chú anh chị ngắm cũng rất là đã mắt luôn. Có 100.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan trầm vàng. Dòng trầm vàng bây giờ đang lên mầm rất là xinh này cô chú anh chị này. Đó, và cũng cây cây trầm vàng này nó có những cái điểm rất là đặc biệt luôn, đó là nó sẽ lên hoa ngay từ cái mầm nó tơ tơ như vậy này cô chú anh chị này. Đó, và hàng rừng về á thì cây này thì cũng đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa rồi. Hàng rừng vận chuyển về thì nó cũng sẽ có một số mầm nó bị hỏng bị gãy á, nhưng mà lập tức thì nó sẽ lên những cái mầm khác thì cô chú anh chị biết rồi. Và cái cây trầm vàng hôm nay thì hàng về quá là tươi và đẹp luôn ạ. Em bán với giá chỉ có 260 cho 1 kg thôi nhá. 260 cho 1 kg. Riêng dòng trầm vàng này thì hoa cánh sáp bóng và cái mắt đen tuyệt vời luôn. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo vôi. Cô chú anh chị nhìn cho em mầm chi chít là mầm luôn ạ. Cô chú anh chị ghét bây giờ là sang xuân mình sẽ có những cái tác phẩm hoàng thảo vôi đẹp để mà cô chú anh chị thưởng thức nhé. Với giá em bán chỉ có 170 cho 1 kg. Cô chú anh chị biết là nếu như cái mùa mà cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa ấy, giá không rơi dưới 200 đúng không ạ. Bây giờ giá trị của nó chỉ có 170 thôi. Và bên này sẽ là dòng lan nhất điểm hồng. Đây là nhất điểm hồng này cô chú anh chị này. Nhất điểm hồng với cả nhất điểm hoàng. Thì cái dòng nhất điểm hồng này thì hoa sẽ trắng nuột nà, không tì vết, họng điểm hồng, điểm đỏ rất là đẹp. Đó, dòng lan nhất điểm hoàng, nhất điểm hồng này em bán là 130 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng lan kiếm tiên vũ của vùng rừng Tây Ninh. Và cô chú anh chị biết rằng là kiếm tiên vũ của vùng rừng Tây Ninh khi mà sổ hoa có thể sổ ra rất là nhiều những cái mặt bông đẹp, đáng sưu tầm. Và hàng này là hàng tuyển chọn, những cây thân côn lùn,
côn lùn nó khoảng tầm 45 50 cent đổ lại, 40 45 50 cent đổ lại thôi ạ. Khi mà cô chú anh chị lấy thì sẽ được những cái cây lan, nhiều cây lan rất là đẹp. Em bán với giá chỉ có 130 cho 1 kg nhé. Và tiếp sang bên này đây thì cô chú anh chị cùng nhìn cho em, đây là lô hoàng thảo chuỗi ngọc. Thân thì sáng bóng và rất là tươi đẹp, như là những cái hạt chuỗi ngọc. Và hàng này thì bên em đã cắt tỉa rất là gọn ghẽ luôn rồi. Mùa vừa mới sổ hoa xong nên là sẽ có rất là nhiều những cái lá vàng mà nó rụng ấy cô chú anh chị. Thì để cho cô chú anh chị đỡ phải mất công cân cái lá không cần thiết thì bên em đã lọc bỏ hết những cái lá rồi, nên là cô chú anh chị thấy là toàn là những cái thân thắt đốt đẹp như thế này để cô chú anh chị có thể lấy về làm giống ạ. Và hàng thời điểm hiện tại đang chuẩn bị là lên mầm gốc, cô chú anh chị này đang chuẩn bị lên mầm gốc mùa của ghép của hoàng thảo chuỗi ngọc nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, thân rất là căng, rất là khỏe, cây thì đang lên chuẩn bị lên mầm gốc như vậy này đó. Và em bán với giá chỉ có 170.000 cho 1 kg hoàng thảo chuỗi ngọc nhé cô chú anh chị, không phải bị mất tiền cân lá đâu ạ. Mà cô chú anh chị sẽ mua sẽ được rất là nhiều những cái cây giống vì không phải bỏ tiền cân lá. Sang bên này đây sẽ là dòng lan thanh đạm sữa. Thanh đạm sữa em bán với giá chỉ có 60.000 cho 1 kg thôi. Và riêng dòng thanh đạm sữa này thì giá rẻ nhưng mà về mặt thẩm mỹ cái bông hoa của nó rất là đẹp. Với bông hoa là trắng sữa, cân đối và môi cong rất là đẹp luôn. Nói chung là dòng thanh đạm sữa này này cần hoa dài và rất là siêng hoa, rất là sai hoa nữa, dễ trồng dễ chăm vô cùng luôn đó. Thì cái dòng thanh đạm sữa này em bán với giá là chỉ có 60.000 trong 1 kg nhé, nửa cân cô chú anh chị được một giò cực kỳ là đẹp rồi. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan, đây là ngọc thạch ba màu Bắc. Ngọc thạch ba màu Bắc thời điểm bây giờ thì đang nụ thôi này cô chú anh chị này, nên là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa ngọc thạch trọn vẹn nhé, với giá chỉ có 150.000 cho 1 kg ngọc thạch ba màu Bắc thôi ạ. Và bên này sẽ là dòng kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy á cô chú anh chị, với những cái chùm hoa vàng rực rỡ đón chào ánh nắng của mùa xuân, như là những cái ánh nắng mùa xuân ạ. Và đây cô chú anh chị thấy là hàng này thì nó đã lên mầm, đang lên mầm, nó vừa mới sổ hoa xong. Cái hàng này thì những nơi ấm áp thì thường là nó sẽ nở hoa thời điểm Tết ấy cô chú anh chị. Đấy, cây này về cô chú anh chị sẽ chăm mầm này, đấy đang lên mầm cực kỳ là xinh và chờ đợi hoa trong mùa sau cô chú anh chị nhé. Em bán cái dòng lan này với giá là 140 cho 1 kg. Đó, 140 cho 1 kg cái dòng lan này, ngắm mầm không cũng rất là mê luôn cô chú anh chị ạ. Mầm nó lên rất là khỏe luôn cái dòng này này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng. Bởi vì những cái bông hoa nghệ tâm thì thân nhỏ bé nhưng mà hoa của nó thì vô cùng là đẹp xuất sắc như thế này cô chú anh chị ạ. Đó, ở đây này cô chú anh chị này, đây là những cái mặt bông của cây hoàng thảo nghệ tâm cô chú anh chị nhé. Thân bé nhỏ nhưng mà khi mà sổ hoa thì phải nói là hoa của nó vô cùng là đẹp, với những cái bông hoa cực kỳ là xinh đẹp. Những cái giò hoàng thảo nghệ tâm nhé, ngắm thì rất là tuyệt vời luôn. Và mỗi một bó hoàng thảo nghệ tâm như thế này này cô chú anh chị này, đó, đủ cô chú anh chị có thể làm một giò rất là xinh luôn. Đấy, một bó nghệ tâm như vậy nhé cô chú anh chị nhé. Dạ. Đó, những cái bó hoàng thảo nghệ tâm như thế này đủ cô chú anh chị làm một giò quá là đẹp luôn, làm một giò quá là đẹp cho sân vườn của mình sưu tầm luôn ạ. Và em bán cái hàng này thì thân dài và bên em cũng đã bó lại rất là kỹ càng cẩn thận như thế này. Một bó như vậy em bán với giá là 50.000 cô chú anh chị nhé. Một bó thì được một giò vô cùng là xinh luôn ạ. Đó, 50.000 cho một cái bó hoàng thảo nghệ tâm rất là xinh đẹp như thế này. Sang bên này đây thì em có một cái lô một bó nghệ tâm như thế này thì sang năm cô chú anh chị cấy 1-2 năm sẽ có những tác phẩm tuyệt vời luôn. Đó, sang năm chắc là cô chú anh chị sẽ có những giò lan rất là đẹp luôn. Bên này là em có một cái phần lan dáng hương đuôi chồn này. 4 cây dáng hương đuôi chồn đang nhú nụ này cô chú anh chị này, 1 cây nhú nụ, 2 cây nhú nụ, 3 cây nhú nụ. 4 cây nhú nụ. Ở cây này thì nụ nó hơi bị hỏng đi à. Đấy, và một cái phần phần gì đây nhỉ? 4 cây chồn này cô chú anh chị làm một giò cực kỳ là xinh, nó năm nay được ngắm hoa này. Và bên này là chỗ này cô chú anh chị cũng làm được cái chậu lan hạc đỉnh hồng rất là đẹp luôn. Cái combo này em bán là 80.000 cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hải yến này, mỗi một lô hải yến như thế này em bán với giá là 50.000 cho một lô cô chú anh chị nhá. Đủ cô chú anh chị làm một giò rất là đẹp. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan kiếm bích thủy hay còn gọi là kiếm hồng hoàng. Khi mà sổ hoa dòng này thì có thể sổ ra rất là nhiều những cái mặt bông đẹp, đa sắc màu cô chú anh chị nhé. Đa sắc màu với cái dòng lan này thì bây giờ nó đang bắt đầu là lên những cái mầm chồi tơ mới, cũng như là đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa của dòng lan kiếm bích thủy ạ.
Và dòng lan này thì em bán là 150.000 cho 2 kg và sẽ bán 80.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng giáng hương cẩm báo. Dòng giáng hương cẩm báo này thì nói chung là cây cẩm báo này thì lá nó rất là mọng nước nên là người dân đi rừng ấy thì rất là khó giữ, nhưng cô chú anh chị thấy là người dân ở cái lô này thì người dân đi rừng giữ được rất là tốt nhá. Hiện tại thì có những cây nó đang nhú nụ như thế này này, cô chú anh chị này. Đó, và giáng hương cẩm báo này em xin phép được bán với giá là 190.000 cho 1 kg. Dòng giáng hương cẩm báo đây ạ. À, bên này đây sẽ là những cái cây trồn trắng, hàng bao chuẩn mặt bông cây giống của chú anh chị nhé. Hàng giáng hương trồn trắng là những cây đã trưởng thành và có thể cho nụ cho hoa hết rồi. Đây đều là những cái cây trồn trắng và được cấy mô trực tiếp từ những cây trồn trắng đột biến ở rừng nhé. Được cấy mô từ những cây trồn trắng ở rừng nên là cô chú anh chị thấy là cái thân lá của nó không khác gì trồn rừng, và những cái bông hoa của nó khi mà sổ ra thì y như cái những cái cây trồn rừng đột biến đấy ạ. Đó, mà cô chú anh chị biết rằng là nếu như cây trồn rừng đột biến trực tiếp ở rừng thì không hề là rẻ đúng không ạ? Và những cái chậu trồn trắng như thế này để cô chú anh chị sưu tầm, hoa của nó thì cũng rất là thơm dịu tuyệt vời luôn, không khác gì trồn rừng đột biến đâu ạ. Và một chậu như vậy em chỉ bán có 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. À, rất là đáng sưu tầm với những cây trồn trắng tuyệt vời như vậy đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái bụi kiếm thái hoa vàng rất là to, rất là bự luôn ạ. Mỗi một chậu như thế này thì phải rơi hoa 5-6 giả hành trở lên, đều là thân lá láng tít và côn lùn, đều là những cây đã trưởng thành, có thể cho hoa trong cái thời gian sớm nhất cô chú anh chị ạ. Và cái chậu kiếm như vậy thì em chỉ bán với giá có 130 nhé cô chú anh chị nhé. Và các cái dòng kiếm thái thì cô chú anh chị biết rồi, nó khỏe cây và cần hoa của nó thường là rất là dài cũng như là có hương thơm. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ hoa vàng với cái mặt bông rất là độc đáo như vậy, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng vũ nữ hoa vàng này. Đó, bông hoa của nó rất là xinh đẹp như thế này. Đấy, cánh vàng và cái họng đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Và một chậu vũ nữ hoa vàng như vậy thì nó sẽ rất là nhiều giả hành này. Dòng này thì nó không phải cho hoa một mùa mà nó sẽ cho hoa quanh năm ấy cô chú anh chị. Một chậu thì nhiều giả hành như thế này em bán với giá chỉ có 80.000 cho một chậu thôi ạ. Cây giống rất là khỏe, đều là những cây đã trưởng thành và có thể cho nụ cho hoa. Đấy, trong thời gian rất là ngắn tới rồi. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều tím thái. Kiều tím thái hàng thân thân lùn ạ. Kiều tím thái thân lùn, và cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng kiều tím thái. Hoa nó sẽ đậm đà như vậy và rất là sai bông. Đó là dòng lan kiều tím thái cô chú anh chị nhé. Rất là sai bông. Đây là những cái giò lan kiều tím thái này. Cô chú anh chị cùng em ngắm này. Em ngắm thưởng thức những mặt bông của dòng kiều tím thái. Và một cái chậu kiều tím thái như thế này, nó là hàng thân lùn, nhiều giả hành cô chú anh chị nhé. Em bán một chậu như vậy với giá sưu tầm cho cô chú anh chị chỉ có 130 cho một chậu ạ. Rất là đẹp luôn, khỏe và cực kỳ là đẹp. Và chậu khá là nhiều giả hành như thế này. À, sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều vuông cánh trắng. Cái kiều vuông cánh trắng ở chỗ em, đây là những chậu hàng thuần ở chỗ em. Và của chỗ em thời tiết khá là lạnh nên là hiện tại có những cây nó đang bắt đầu là mới nhú nụ này. Như em nói là dòng kiều này này thì những cây mà nó không có lá thì vẫn có khả năng sổ hoa. Thì đây ạ, cô chú anh chị thấy là cây này hiện tại đang có những cây nó chuẩn bị đang nhú, có những cây nhú nụ và cũng có những cây đang chuẩn bị nhú nụ rồi. Đó, kiều vuông cánh trắng nhá. Đây. Và một cái chậu kiều vuông cánh trắng như vậy em bán với giá là 180.000 cho một chậu, và đây là hàng rừng ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên, giả hành to bự chảng, một chậu thì nặng trĩu như vậy và rất là nhiều giả hành luôn. Đấy, những cái chậu này thì rất là bự luôn như thế này. Và một cái chậu kiều vuông cánh trắng, chậu sơn thủy tiên rất là bự như thế này, khi mà sổ hoa em nghĩ rằng sẽ cho cô chú anh chị những cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn ạ. Bởi vì cô chú anh chị thấy là một cái giả hành sơn thủy tiên có thể cho một hai cái chùm hoa đấy. Em bán với giá 250 cho một chậu nhá. Và bên này đây sẽ là những cái chậu trầm sưu đỏ. Cô chú anh chị thấy là cây đang lên mầm gốc đẹp tuyệt vời, cực kỳ là lực như thế này. Một cái dòng hàng thân thủ và nụ tím thì tím lịm luôn cô chú anh chị thấy ạ. Thì cái nụ của nó đang lên mà rất là tím. Và cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan trầm sưu đỏ. Đấy, sắc hoa hoa đỏ thắm và rất là thơm cô chú anh chị nhé. Đó là dòng lan trầm sưu đỏ, nụ của nó thì bây giờ đang bé nhỏ như thế này thôi nên là về cô chú anh chị đảm bảo sẽ được thưởng thức một mùa hoa tuyệt vời luôn. Đó, em bán một chậu trầm sưu đỏ chiều dài khoảng tầm 40 cm trở lên ạ. Giá chỉ có 90.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Vừa được thưởng thức hương thơm của dòng trầm, ngắm mặt bông đẹp, cũng như là được một chậu cây giống tuyệt vời luôn, có 90.000 thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc. Giả hạc ono cô chú anh chị nhé. Chi chít là mầm này cô chú anh chị này. Chi chít là mầm, và những cái bông giả hạc ono này thì cánh sáp bóng tím lịm và cái họng cái mắt đỏ rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhìn đây ạ. Hồng đỏ rất là đẹp luôn nhé. Đây ạ, giả hạc ono này. Đấy, đây là một hai bông hoa nó còn sót lại ạ.
Và cô chú anh chị nào muốn ngắm những cái tác phẩm đẹp, những cái bông hoa đẹp tuyệt vời của dòng giả hạc Ono này có thể sưu tầm với giá chỉ 90.000 cho một chậu ạ. 90.000 cho một chậu giả hạc Ono, mầm rất là khỏe ở đây ạ. Bên này đây sẽ là những cái chậu gà dẹt này, cô chú anh chị này. Đó, những cái chậu gà dẹt rất là nhiều thân ạ, nhiều thân mầm như vậy này. Và một cái chậu gà dẹt như thế này thì em bán là 190.000 cho một chậu nhá. 190.000 cho một chậu gà dẹt. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ. Những cái cây vũ nữ này đều là những cây đã trưởng thành và đang ngậm nụ chuẩn bị cho hoa. Đó thì những cái chậu vũ nữ này thì ở đây cô chú anh chị đang nhìn thấy đó là những cái cây vũ nữ nhện xanh đang ngậm hoa ở những ngách lá cô chú anh chị nhé, đang ngậm nụ. Đấy. Cây thì rất là dễ trồng dễ chăm mà nó cho mình hoa quanh năm. Và bên này sẽ là dòng vũ nữ sô cô la, cô chú anh chị thấy là nó đang bắt đầu là nhú, có những cây nó đang nhú nụ rồi này. Sang bên này đây sẽ là cái cây vũ nữ mèo cam cô chú anh chị ạ, dòng vũ nữ mèo cam. Dòng vũ nữ mèo cam thì hoa cũng rất là độc đáo và rất là đẹp này, cây thì đang nụ này. Đó, cây thì chùm cây thì rất là đẹp như vậy. Em bán đồng giá là 140 cho một chậu vũ nữ mèo cam cô chú anh chị nhá. Hoa thơm và cái sắc hoa thơm ạ, hoa thơm cô chú anh chị nhá. Và nó sẽ nở hoa quanh năm, dòng vũ nữ mèo cam, nhện xanh và vũ nữ sô cô la. Cây hàng trưởng thành chuẩn bị cho hoa, đồng giá chỉ có 140 cho một chậu cô chú anh chị này. Một bảng đen rô úc mắt đen. Mầm chi chít là mầm như vậy, em bán còn lại một bảng cuối cùng đây. Với giá chỉ 120 thôi ạ, 120 cô chú anh chị nhé, bông hoa của nó rất là xinh đẹp. Đó, về cô chú anh chị được một cây giống rất là bảng, cây giống rất là tuyệt vời như này. Và bên này đây sẽ là những cái bảng hạc vĩ thiên cung lữ bố, hoa của nó thì rất là đậm đà. Đó, cây thì bảng thì nó đang mầm như vậy, em bán là 100.000 cho một bảng. Bên này đây sẽ là những cái chậu chuỗi ngọc này. Ở bông hoa chuỗi ngọc thì nó rất là xinh xắn như thế này cô chú anh chị này. Đấy, có hương thơm nữa nhá. Đó, đây thì còn sót, còn có một cái bông hoa sổ thôi cô chú anh chị này. Đây, mầm đang lên chi chít luôn. Em bán một cái chậu chuỗi ngọc như vậy với giá là 160 cô chú anh chị ạ. 160 đây cô chú anh chị thấy là cứ hàng bắt đầu là khi mà sổ hoa là bắt đầu sẽ có xu hướng là rụng hết lá cô chú anh chị nhá. 160 cho một chậu chuỗi ngọc. Đấy, hoặc cô chú anh chị mua hàng chậu này hoặc là cô chú anh chị mua hàng cân bên kia, 170 cho 170 cho một cân cô chú anh chị được rất là nhiều luôn. Và sang bên này sẽ là rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình. Đặc biệt là những cái giò dáng hương đuôi cáo, những cái quế, cây năm cánh trắng Phú Thọ hàng chuẩn mặt bông. Cũng như là cây gà đột biến, dòng gà đột biến trắng của chú anh chị nhé. Hà gà rừng đột biến trắng ạ. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị những cái dòng lan mà em đã chia ra theo từng hình ở đây. Đấy, cô chú anh chị có thể chọn lựa cho mình những phần lan ưng ý này. Xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị là hình số 1, nó là hình quế lan hương cô chú anh chị sưu tầm. Đây là dòng quế trắng tháng 8 cô chú anh chị nhé. Nhiều cô chú anh chị thấy bán rẻ, cô chú anh chị nghĩ là đấy là tam bảo sắc, mà dòng này nếu như tam bảo sắc là nó nở hoa rồi ạ. Cái lô này em bán 100.000 cho cô chú anh chị sưu tầm. Tiếp theo là cái hình số 2, hình số 2 cũng là một cái lô quế trắng tháng 8. Cái lô này em bán với giá là 130.000 nhá. 130.000 cho lô số 2. Lô số 3 cây khá là lớn và đẹp, tuy nhiên thì nó đang bị khá nhiều cây gãy ngọn. Em bán thanh lý là 100.000. Đó, riêng dòng dáng hương này thì nó gãy ngọn nhưng mà lập tức là nó sẽ lên những cái ngọn mới, cô chú anh chị yên tâm. Tiếp theo là lô số 5. Lô này thì em bán đây, lô này thì em bán với giá là 150.000 cho lô số 5. Và lô số 6. Hình số 6. Đây là hình số 5 chứ. Hình số 4, đây là hình số 4 là 150 cây, 150.000. Và đây là hình số 5. Hình số 5 là cái một cái cặp quế mẹ con cô chú anh chị ạ. Cặp quế mẹ con bản lá to rất là đẹp. Đấy nhá. Một cái giò, một cái phần quế hai ngọn mẹ con bản lá to rất là đẹp luôn ạ. Và cái hình quế này em xin phép được bán với giá là 350.000 cho hình quế lan hương này cô chú anh chị này. Lên giò sẽ về cô chú anh chị ghép sẽ được một cái giò quế rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp sang bên này đây cũng là một cái lô quế gãy ngọn là cái hình số 6. Cái lô này em cũng bán thanh lý với giá là 100.000 là lô quế gãy ngọn. Bên này sẽ là dáng hương đuôi cáo. Hình số 7 là phần dáng hương đuôi cáo, hàng cây trưởng thành đang nhú nụ. Lô này có tất cả là 5 cây ạ, 5 cây trưởng thành nhú nụ rất là đẹp luôn. Đó, có những cây nhú nụ rất là đẹp luôn ạ. Và em xin phép bán cái hình này với giá là 160.000 cho cái hình dáng hương đuôi cáo này. Tiếp theo sẽ là cái hình số 8. Hình số 8 là 10 cây cáo ạ. 10 cây cáo cũng là những cây đã trưởng thành, nhiều cây trưởng thành đang cho nụ tuyệt vời. Và cái hình cáo này, 10 cây cáo nhé. Một lô cáo rất là đẹp như vậy em bán là 180. Sang bên này đây sẽ là những cái giò cáo thuần này.
Giò cáo thuần số 9 này, hình số 9 này có 3 cây cáo xinh đẹp như vậy với giá 200.000 ạ. Và hình số 10. Lô số 10 này cũng là 3 cây cáo xếp này. Đấy, 3 cây cáo xếp bản lá to em bán là 200.000. Và hình số 11. Hình số 11 này cũng là 3 cây cáo xếp ở đây, em bán với giá là 200.000. Hình tiếp theo, hình số 12, 3 cây cáo xếp to và rất là đẹp luôn. Bản lá to đẹp luôn, hình này em bán 200.000 nhá. Và sau bên này sẽ là những cây phải nói là cây rất là lực và rất là đẹp luôn. Chậu này thì cũng đang nhú nụ cô chú anh chị ạ. Đó, chậu này thì đang nhú nụ và hàng xếp rột, cây rất là lực và đẹp. Cô chú anh chị về chăm bón cho những năm sau thì em nghĩ cô chú anh chị sẽ có thể có những tác phẩm tuyệt vời. À, cái giò cáo này cây có cây đang nhú nụ cô chú anh chị nhá. Và cái giò này em xin phép được bán với giá là 250.000 ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 14, đây là hình 13 250 nhé. Hình số 14 là 4 cây cáo này hình như đâu đấy là đang có 3 ngồng hoa rồi. Em thấy là đâu đấy là đang có thấy có 3 ngồng hoa rồi. À, 3 ngồng hoa rồi ạ. Nhú 2 3 ngồng hoa gì đấy rồi. Đấy. 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ hoa rồi. Đấy 4 cây 3 nụ hoa luôn nhé. Và cái hình này thì em xin phép được bán với giá là 260.000. Về cô chú anh chị được ngắm một giò lan dáng hương đuôi cáo hoa căng và đẹp luôn. Bởi vì đây là những cái chậu hàng thuần mà. Tiếp theo sẽ là cái chậu cáo này. Cái chậu cáo số 15 ạ. Cũng nụ đẹp tuyệt vời luôn như thế này. Cái giò này là có 4 cây. Cũng có những cây đang, cũng có vài cây đang nhú nụ rất là đẹp rồi ạ. Và cái chậu cáo này em bán với giá là 250.000 nhá. Cây rất là khỏe và xếp rụt đẹp bản lá to. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 16. Hình số 16 cũng vậy cô chú anh chị ạ, nụ đẹp lắm. Những cái giò lan này thì giò lan thuần mà đang nụ như thế này về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa tuyệt vời của dáng hương đuôi cáo luôn ạ. Đấy, cái giò cáo này em cũng bán là 260 nhá. Là hình số 16 ạ. Hình số 17 ạ, cô chú anh chị ngắm cho em những cái cây cáo đẹp lung linh luôn như này. Xếp rụt đẹp lung linh căng mướt như thế này ạ. Rất là khỏe, rất là đẹp luôn. Bên em thì hàng thuần trồng, mình trồng chủ yếu là bón bằng mà cũng không có kích để kích sinh trưởng phát triển nhiều ấy. Là cây mọc rất là tự nhiên này, cô chú anh chị nhìn thấy là rất là lực. Cái chậu này em bán 260 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 18 này, chú anh chị này. Hình số 18 đẹp không cô chú anh chị, cây này này, nhú nụ đẹp tuyệt vời luôn ạ. Quá là đẹp luôn. Đây này, cô chú anh chị này. Đó, đẹp, rất là đẹp. Cái chậu này em cũng bán với giá là 250.000 cô chú anh chị nhá. 250.000 cho cái chậu cáo này. Và sang bên này đây sẽ là hình số, bên này sẽ là kiều tím nhá. Kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng, nụ to bự. Ngắm nụ không thì đã đủ rất là mê rồi. Háo hức chờ đợi mùa hoa rồi ạ. Có những cây thì đang nhú nụ và có những cây thì nó cũng chưa nhú nụ đâu ạ. Và cái chỗ này thì lô này là nó có hai rề ạ. Nguyên hai rề, thân to và căng mướt. Cô chú anh chị về làm được một giò cực đẹp luôn. Em bán hai rề, lô này em bán với giá là 280.000 cho hình số 19 nhá. Hình tiếp theo hình 20. Hình 20 ạ. Hình 20 này, cô chú anh chị nhìn cái thân nó bự không? Đang nụ nhú nụ rất là to đấy ạ. Biết là cái nụ bên này, ồ bên này cái nụ bên này bị gãy mất, quá tiếc quá má không biết là. Đấy. Thân rất là to luôn này cô chú anh chị này. Nặng trịch luôn. Cái rề này em xin phép được bán với giá là 190.000 nhá cô chú anh chị nhá. Là cái hình số 20 ạ. Và tiếp theo bên này đây sẽ là hình 20A. Hình 20A, mối rề nhiều thân tơ và em thấy là cũng đang có nụ rồi để cô chú anh chị về biết cái mặt bông của nó nhá. Kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Cái rề này em xin phép bán với giá là 200.000 ạ. Là 20A nhá và hình số 21 này. Lô 21 đây. Nó là ba rề. Có những cây lá rụt và lá mít rất là đẹp như thế này. Cô chú anh chị này, đó, ba rề rất là đẹp luôn. Về làm một giò khủng luôn ạ cô chú anh chị. Để sang năm mình có tác phẩm tuyệt vời. Cái lô này em bán là 280.000 nhá. Sang bên này đây sẽ là hình số 22. Hình số 22 nó cũng là nguyên hai rề ạ. Về cô chú anh chị làm một giò đẹp lộng lẫy luôn. Hình này em bán 200. Và bên này đây sẽ là cái hình số 33, 23 là một cái giò của giò nguyên bản nhá, kiều nguyên bản ạ. Cô chú anh chị thấy cho em ạ. Đó, nhìn nó rất là xanh tươi và nói chung là có vẻ đẹp rất là tự nhiên ạ. Cái giò này em bán là 300.000. Tiếp theo sang bên này đây, hình 24, một cái lô kiều lùn. Lô kiều lùn xinh đẹp ở đây em bán là 200.000 cho lô kiều lùn này, rất là nhiều này.
Tiếp theo sẽ là cái hình 2 năm, cũng là hai rể ạ, đang nụ rất là nhiều luôn có cây này. Nhưng mà tiếc quá cô chú anh chị ạ, nụ nó lớn rồi nên nó bị hỏng nụ nhiều ấy. Đây, còn có vài nụ. Cái lô này là có hai rể ạ. Hai rể này em bán là 280.000. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 26. Cái lô này là những cái rể rất là đây này. Nụ này cô chú anh chị này, nói chung là gần như lô nào cô chú anh chị về cũng sẽ được thưởng thức cái mặt bông ấy cô chú anh chị. À, chắc chắn là như vậy. Em bán cái lô này với giá là 290.000 cho cái hình này nhá. Là cái hình số 26 ạ. Sau bên này đây sẽ là hình 27, là cây 5 cánh trắng Phú Thọ nhá. Đây là hàng chuẩn ươm ki ạ. Hàng chuẩn ươm ki, chuẩn mặt bông cây giống. Là nó là cái dòng lan chuẩn mặt bông cây giống của chú anh chị nhá. Mà nó là cái cây mà cô chú anh chị biết rồi ạ. Trước đây thì giá nó cực kỳ là đắt đỏ, mỗi một sen là triệu, hơn 2 triệu đúng không ạ. Còn bây giờ thì cái giá của nó gọi là để cô chú anh chị ai yêu mến cái dòng lan, muốn được thưởng thức cái đẹp đều có thể sưu tầm này. Hình 27, hình 27, ki chi chít là ki luôn. Đó, ki trên thân đang bắt đầu lên rất là nhiều. À, một cái thân mẹ dài khoảng tầm gần 20 cm. Em bán cái giò này với giá chỉ có 240 nhá. Đấy, không phải là hàng gieo hạt mà đây là hàng ươm ki chuẩn cây giống nhá, chuẩn mặt bông cây giống của mẹ nhá. Tiếp theo sẽ là hình 28. Hình 28 ở đây em có cũng là một cái ki 5 cánh trắng Phú Thọ chuẩn cây giống đây. Em bán 170.000 ạ. Một thân mẹ và một mầm gốc rất là khỏe. Tiếp theo sẽ là hình số 29. Cái chậu này em bán với giá cũng 180.000 thôi. Và hình số 30. Đây, hình 30 này mầm gốc lên rất là cao rồi ạ. Em bán là 180 này, hình số 31. 31, cái giò 31 này em bán là 170 nhá. 5 cánh trắng Phú Thọ 170 này. Hình số 32 em xin phép được bán 200. Cô chú anh chị thấy này, cái mầm gốc lên rất là khỏe và thân mẹ cũng đang chuẩn bị lên ki. Cái giò này thì em bán 200. Và bên này đây sẽ là cái hình số 33 này. Là hoàng thảo hoàng lạp, 34 cũng là hoàng thảo hoàng lạp và 35 cũng là hoàng thảo hoàng lạp. Đồng giá là 180.000 cho một giò hoàng thảo hoàng lạp đang nụ. Bên này đây sẽ là những cái giò hoàng thảo vôi bắc. Thơm nức mũi cô chú anh chị ạ, thơm nức mũi, hoa thì tím lịm luôn. Đó, môi to trắng, trắng bốp, trắng đẹp như vậy này cô chú anh chị này. Hàng này thì nó với mấy em vừa ấy sổ hoa ấy cô chú anh chị, thơm ngào ngạt luôn. Cô chú anh chị nào mà ở gần ấy thì về vẫn còn được thưởng thức cái mùi hương của nó nhá cô chú anh chị nhá. Đó, rất là xinh đẹp luôn. Cái vòng bông vôi tím rất là đẹp. Cái giò hoàng thảo vôi này mầm đang lên mầm này. Đấy, lên mầm chi chít như vậy này. Và bảng vôi này thì là cái hình số 36 ạ. Em xin phép được bán nó với giá là 150.000 cô chú anh chị nhá. 150.000 ạ. Thơm lắm luôn cô chú anh chị này. Trời ơi, quá là thơm luôn ạ. Quá là thơm luôn. Cái bảng này về cô chú anh chị nằm ở gần đây á, thì em vận chuyển khoảng tầm 1-2 ngày đến rồi cô chú anh chị vẫn được thưởng hoa bình thường nhá. Tiếp theo sẽ là hình 37, cũng mầm chi chít là mầm và cô chú anh chị thấy ạ, hoa của nó rất là đậm luôn như thế này này. Đó, và mầm gốc cũng đang lên rất là lực và rất là khỏe luôn. Và cái giò này em cũng bán với giá là 150.000 nhá. Đây hình 37. Hình tiếp theo hình 38 này, với giò dáng hương tam bảo sắc đang nhú nụ về cô chú anh chị sẽ được thưởng hoa luôn này. Em bán cái giò này với giá là 160.000 nhá. 160.000 cô chú anh chị ạ. Hình 39 sẽ là một cái chậu gà trắng. Cái chậu gà trắng này thì cô chú anh chị thấy cho em, đây là cái chậu gà trắng, cái dòng gà trắng đột biến nhá. Và cô chú anh chị nhìn đây, thấy cái nụ của nó này. Bây giờ hiện tại nó chưa sổ, chưa có sổ bông, nhưng cô chú anh chị nhìn nụ như vậy thì cô chú anh chị cũng biết chắc chắn là nó là cái cây chuẩn mặt bông gà trắng nhá. Cái chậu này là cái chậu mà nhà em đã trồng thuần, và cái cây này thì em nghĩ rằng là cũng không có nhiều người có đâu cô chú anh chị ạ. Không có nhiều người có đâu, bởi vì là cái hàng này nó cũng không phải là cái dòng hàng phổ biến ấy cô chú anh chị. Đấy, nó dòng đột biến mà. Cái chậu gà trắng này này, từ em mua từ mấy năm trước rồi ạ. Trước đây là nó một khóm thì em cũng nhân ra được khá là nhiều chậu. Một khóm khá là lớn thì em cũng nhân ra được khá nhiều chậu này. Đấy, cái chậu gà trắng này thì em xin phép được bán đây, 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân. Đấy. Và em xin phép được bán cái giò này. Trước đây mỗi một thân này là em chia sẻ trước đây phải thân tầm 250 cô chú anh chị ạ. Cái giò này hiện tại em bán với giá là 600.000 nhá. Về cô chú anh chị được thưởng thức hoa đẹp luôn. Cây giống sinh trưởng khỏe và dễ trồng dễ chăm nhá cô chú anh chị nhá. Tiếp sang bên này đây là hình số 40. Chậu 40 ạ.
Chậu 40 này thì mầm gốc lên rất là khỏe luôn, mà ki trên thân nữa. Cũng là hàng cây giống, nó không có nhiều nụ như chậu bên kia, nhưng mà nó lại làm cái chậu mà sang năm, em nghĩ rằng là sang năm sẽ là có rất là nhiều thân hoa, mà có cả chi ki trên thân rất là nhiều nữa. Đó, thì cái chậu này em bán cái hàng tiềm năng của chính chị nhá, hàng tiềm năng ạ. Và em bán chậu này với giá là 700.000. 700.000 cho chậu này nhá. Đây, cô chú anh chị. Đấy, chậu bên này thì thân nó rất là to, rất là mập, nhiều thân hơn. Chậu bên này nhiều thân hơn nhá. Chậu bên này thì nhiều hoa hơn. Đó, chậu nhiều thân hơn này thì cô chú anh chị về vẫn được thưởng hoa này, giờ ki trên thân rất là nhiều nữa. Em bán là 700. Và sang bên này đây sẽ là chậu nhỏ nhỏ để cô chú anh chị sưu tầm này, cũng có hoa rồi nên là em giao lưu cùng cô chú anh chị này. Đây ạ. Mầm gốc đang lên. Cái giò này là giò 41, em bán 200. Và giò 42 đây cũng đang có nụ trên thân này này. Đó, và rất là nhiều ki nữa, đây này. Đó, rất là nhiều mầm và gốc thì cái cây này thì lên mầm rất là khỏe luôn, nên cô chú anh chị yên tâm nhá. Chậu này em cũng bán 200 ạ. Bên này thì em có vỏ thông phân dê nhá, đồng giá 20.000 trong 1 kg và rêu rừng là 50.000 trong 1 kg này. Rêu thường thì rừng thì rất là sạch sẽ luôn, khô ráo luôn và dớn vụn với giá là 40.000 trong 1 kg. Em còn có thêm rất là nhiều những chế phẩm dành cho hoa lan ở đây ạ. À, Atonic là 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000 và duy đỏ là 60.000 cho một lọ nhá. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp ạ. B1 Thái 40.000 cho một lọ. Ui. B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ nhá. Ở đây thì hàng nhà em còn nhiều nhưng mà tuy nhiên thì em lại quên mang ra này. Bên này đây sẽ là B1 Thái. Rồi là có cả B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá em cũng bán là 30.000 cho một lọ này. Liền da Mỹ Tiến là 40.000 ạ. Và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 nhá. Super Thai hóc môn tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Cái thuốc đặc trị côn trùng với giá là 70.000 cho một lọ. Rotin, cái thuốc sát khuẩn với giá là 150.000 cho một lọ nhé. Captan đặc trị thối nhũn. Captan đặc trị thối nhũn 35.000 cho một lọ. Kim Boom cũng là dòng đặc trị thối nhũn với giá em bán là 25.000 cho một gói này. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm với giá 15.000 cho một gói ạ. Và Chicho Đề Ma, một cái hộp như vậy là 1 kg em bán là 130 nhé. Một cái túi như vậy là 1 kg em bán với giá là 50.000 cho một túi này. Mút hữu cơ của Hà Lan ạ, em bán với giá là 70.000 cho một túi mút hữu cơ của Hà Lan như vậy. Cây bục lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất là tiện dụng luôn. Hôm nay lại hết hàng mà không lấy ra rồi. Em bán cái kia dây bục lan đó với giá là 35.000 cho một cuộn nhé. Này đây sẽ là cái phân bón dạng túi lọc. Phân bón dạng túi lọc ạ, à, em bán với giá là 35.000 cho một túi. Còn bên này đây sẽ là phân trùn tuế nguyên chất dòng cao cấp với giá là 35.000 cho một túi 1 kg nhé. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng rồi, em bán với giá là 35.000 cho một túi. Và cô chú anh chị biết về cái dòng sản phẩm phân trâu này, nếu như tìm hiểu biết rằng người ta bán phân trâu chỉ qua xử lý và nén viên thì không dưới 60.000 đúng không ạ? Ở đây sản phẩm bên em là chuẩn phân trâu và không chỉ có xử lý và nén viên mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương cho vào đấy nữa, nên là cô chú anh chị biết là cái thành phần, tất cả các thành phần của nó có thể là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối đa tuyệt vời như thế nào đối với cây rồi, kích cây phát triển một cách tuyệt vời mà không sợ bị đen đầu rễ, cũng như là không cũng như là thoải mái bón, mà bón cũng như là trộn với giá thể không sợ đen đầu rễ mà kích cây phát triển rất là tuyệt vời nhá. Đây là dây buộc lan chiều dài 100m với giá là 35.000 cho một cuộn. Và bên này em có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán là 40.000. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí ạ. Mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Hàng này rất là lành tính đối với sức khỏe bởi vì nó là 100% từ tự nhiên ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép được dừng clip ở đây ạ. Và cảm ơn một lần nữa là chúc cô chú anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp bên người thân và gia đình. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ cho kênh Lan Rừng bên em. Và mong cô chú anh chị có thể sưu tầm những cái cây lan thật là đẹp cho sân vườn của nhà mình ạ.